Ok anh em, và 20 giây sẽ chuẩn bị cho trận chung kết 1 này, được diễn ra giữa Tao Là TVC và Đại Ca Hẻm Ngami Trưởng. Vâng, để ủng hộ cho Ngami này anh em sẽ comment cho em chữ NM nhé. Còn để ủng hộ cho Tao Là TVC thì sẽ comment cho em chữ TV. Trận đấu bắt đầu rồi. Ở trong kỳ mưu lược tư mấy vừa rồi, chúng ta cũng đã xuất hiện một lần đối đầu giữa Tao Là TVC và Đại Ca Hẻm Ngami Trưởng. Và trong trận đấu đó thì chiến thắng thuộc Bắc Thiên Vương Bang. Tuy nhiên hôm nay chắc chắn Đại Ca Hẻm Ngami Trưởng cũng đã tìm ra được những chiến thuật để đối đầu với Bắc Thiên Vương Bang hàng đầu tại server của chúng ta. Em được thấy được rằng là hiện tại thì Tao Là TVC đang là quán quân của kỳ liên đấu tháng vừa rồi. Anh tới với giải đấu này trong tư thế của một tấm vé trực tiếp tham gia vào vòng 32 đội. Những bước di chuyển rất khôn ngoan đến từ Ngami Trưởng. Không dễ dàng gì với một thủ tanker cùng với Thiên Vương được. Rất chính xác. Thêm một pha bắt dính nữa đến từ Tao Là TVC. Chỉ có điều Đại Ca Hẻm Ngami Trưởng vẫn thoát ra được. Quan sát kỹ chúng ta thấy được rằng trên người của Đại Ca Hẻm Ngami Trưởng đang cộng thêm cả với thanh âm phạn sướng. Đây là skill sẽ giúp cho Ngami sẽ có thêm thời gian phục hồi, cũng giống như thời gian làm chậm và làm choáng nữa. Em nên nhớ rằng thì trong skill đoạn hồn thích của Thiên Vương 3, nó không chỉ gây ra sát thương mà có khả năng làm choáng đối phương nữa. Tốc biến rất kinh khủng anh em ạ. Em thấy được rằng là vị trí di chuyển của Tao Là TVC rất khó đoán. Đây là một trong những skill thần thánh giúp cho Thiên Vương Bang có được lợi thế trong những đấu solo. Vậy là Đại Ca Hẻm Ngami Trưởng đã xuống ngựa rồi. Ngay lập tức là những tình huống áp sát rất nhanh đến từ Bác Thiên Vương này. Sau hai lần xả thử phong sương toái ảnh thì Đại Ca Hẻm Ngami Trưởng cũng đã phải lên ngựa và di chuyển rồi. Lối đánh thả diều quen thuộc đến từ dàn Ngami. Họ sẽ chơi hit run. Một bước di chuyển và một bước sẽ phải xả thuật kill để gây sát thương đối phương. Bắt dính tiếp theo đến từ Đại, từ Tao Là TVC. Ngày hôm qua chúng ta cũng có một đối đầu của Thiên Vương Thương và Ngami Trưởng, và chiến thắng thuộc về Ngami. Nhưng Tao Là TVC lại ở trong một đẳng cấp khác của Thiên Vương. Chỉ cần sơ sẩy một nhịp thôi thì sẽ là những tình huống gây sát thương với độ nguy hiểm cực cao. Hôm nay thì Tao Là TVC cũng mang đến trận đấu này với một cây thương mà anh đã trang bị từ đầu mùa giải. Đó là cây thương 97 băng sát và 90% sát thương. Nó được ví như một cây vũ khí hoàng kim môn phái của đồ xanh vậy. Thì chúng ta chưa có được thương kế nghiệp. Đã bắt đầu xuất hiện thêm nhiều thiếu phản đòn đến từ Đại Ca Hẻm Ngami Trưởng rồi. Chúng ta đang đến với trận chung kết đầu tiên của Tao Là TVC cùng với Đại Ca Hẻm Ngami Trưởng. Bắt dính rồi nhưng không thể có một pha knock out em ạ. Thời gian phục hồi của Đại Ca Hẻm Ngami Trưởng vẫn là quá cao. Nếu mình nhớ không nhầm thì Đại Ca Hẻm Ngami Trưởng này đang mặc một chiếc áo định quốc phục hồi 50 cộng thêm với thời gian phục hồi đến từ thanh âm nữa. Anh có thể dễ dàng thoát ra sau những tình huống bắt dính của TVC. Và một cái tên rất khó đoán, cũng giống như cách di chuyển của TVC vậy. Tên là Thiên Vương Trùy nhưng lại đánh theo con đường là thương. Chúng ta từng nghĩ rằng Thiên Vương Trùy mới là hệ phái được ưa thích ở trong trận đấu solo. Nhưng tại máy chủ khách này thì Thiên Vương Thương đang lên một tầng cao mới. Cái này ít lâu mình đã cho anh em xem lại
Một trận đấu đã làm nên tên tuổi của tao là TBC, với một mình đánh bại được 8 thành viên của đối phương trong sự kiện Mưu Lược Từ Mã Ý. Còn 5 phút nữa thôi. Khoảng thời gian này thì đại ca hẻm Nga Mi Trường sẽ phải thật cẩn thận, bởi vì thể lực của anh không còn nhiều nữa rồi. Và sự nguy hiểm đến từ những pha tốc biến của tao là TVC sẽ được đẩy lên mức độ cao nhất. Quan sát rõ ràng thì ở trên đầu của đại ca hẻm Nga Mi Trường chỉ là nhất kỳ càn khôn phù thôi. Trong khi đó tao là TVC, là càn khôn song tuyệt bội. Vật phẩm sẽ giúp cho anh có thêm được 2 skill kỹ năng vốn có. Rất nhiều lần trong trận đấu này, TVC đã áp sát được đại ca hẻm và gây ra tình huống sát thương rồi. Chỉ có điều ác Nga Mi này vẫn đang quá khôn ngoan với những tình huống tính toán và di chuyển hợp lý của mình, kèm theo đó là những pha đáp trả đến từ màn phong sương tối ảnh nữa. 4 phút. Nếu không có knock out thì bắt buộc chúng ta sẽ dựa theo hệ số chênh lệch sát thương. Và nguy hiểm anh em ạ. Thêm một lần nữa thì lượng máu của Nga Mi Trường đã tụt xuống quá sâu rồi. Một trong những mức báo động đỏ. Thêm một nhịp gãy chùy ở gãy thương nữa thôi thì chắc chắn đại ca hẻm sẽ bị knock out. Tình huống đó sẽ không nên lặp lại một lần nữa. 3 phút 40 giây. Người ta thường nói là sự nguy hiểm của cây kích nó nằm ở đầu mũi. Đối với Thiên Vương Trùy, họ có thể phát động ra tối đa là x3 thôi. Nhưng với Thiên Vương Thương thì nó sẽ là x7. Thất kích thần thánh đã làm nên những chiến thắng vang dội của hệ phái này. Tưởng nhớ trong quá khứ một thời của Võ Lâm Truyền Kỳ VNG thì Thiên Ma Thương đã là một trong những cái tên lừng lẫy trong hệ phái của Thiên Vương. Và tại server khách của chúng ta thì nó đang được gọi tên của tao là TVC. Một ác Thiên Vương PK theo đường thương như thế này. Và chắc chắn rồi, cao thủ nào giành chiến thắng chung cuộc ở trong loạt trận BO3 chung kết này sẽ trở thành tân vương của chủ hiệu khách cho ngôi vị Võ Lâm Minh Chủ. Trận đấu đầu tiên của chung kết, cuộc đọ sức giữa một Thiên Vương Thương và một Nga Mi Phong Sương. Một trận đấu mà chúng ta đã phải chờ đợi rất lâu để có thể diễn ra được. Và tính chính xác đến từ tao là TVC. Em nên nhớ rằng ở trong skill đoạn hồn thích của Thiên Vương 3, nó ngoài khả năng di chuyển tốc biến ra thì còn có thêm khả năng làm choáng và gây sát thương đến đối phương. Nên mỗi lần khi TVC đoạn hồn thích chúng Nga Mi Trường thì đó là những tình huống gây choáng, từ đó làm cho đối phương không thể bơm được máu và tạo ra được những pha knock out. 1 phút 40 giây, khoảng thời gian cuối cùng của trận đấu này. Theo như tính toán thì bây giờ có lẽ lượng sát thương của tao là PC. Ác Thiên Vương Bang này đang có phần gì đó nhìn hơn so với đại ca hẻm Nga Mi Trường. Thêm một tình huống bắt dính nữa đến từ ác Thiên Vương Bang. Phút thi đấu cuối cùng, thời gian đang đếm ngược rồi. Ai sẽ là người giành chiến thắng và có được lợi thế đầu tiên ở trong loạt trận BO3 chung kết này? Đại ca hẻm Nga Mi Trường bắt buộc sẽ phải tấn công ở những giây cuối cùng này, nếu như không muốn bị thua thiệt hơn ở trong lượng sát thương của mình. Vốn dĩ thì ở trong skill kim trung cháo của Thiên Vương Bang nó đã có sẵn kháng băng rồi. Nên lượng kháng băng của TVC cũng là khá nhiều. 20 giây cuối cùng.
Đại ca hẻm Ngami Trường vẫn đang áp dụng lối chơi thả diều. Vâng, vậy là đã có knock out chứ không phải hết giờ anh em ạ. Tình huống đó nó diễn ra quá nhanh. Chúng ta sẽ cùng nhìn lại pha áp sát của Tao Là TVC. Nó rơi vào những giây cuối cùng của trận đấu anh em ạ. Nào, chúng ta sẽ cùng phân tích lại tình huống này để xem sẽ là knock out hay hết giờ. Hết giờ anh em ạ, không phải knock out. Do nó quá trùng với cái thời gian nên chúng ta cảm giác như là pha knock out, nhưng đó là hết giờ. Chúng ta sẽ nhìn vào những con số chi tiết của trận đấu này. Đó là đại ca hẻm Ngami Trường bị đánh trúng là 128.465 điểm. Trong khi đó Tao Là TBC bị đánh trúng là 39.343 điểm. Vậy là xét theo cả hệ số sát thương, và nếu như vừa rồi là tình huống knock out, thì sẽ là chiến thắng xứng đáng dành cho Tao Là TBC. Mình xin công bố kết quả em nhé. Chung kết 1, Tao Là TVC thắng. Chiến thắng đầu tiên và rất quan trọng để cho Tao Là TVC sẽ có được lợi thế và tâm lý tốt hơn ở trong trận chung kết 2. 1-0. Nào, bây giờ mình sẽ xin mời hai cao thủ party nhau và tiến hành thi đấu trận chung kết 2. Nào, chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống trích va này. Vâng, cảm giác như trong tình huống này chúng ta nghĩ rằng sẽ là một pha knock out của đại ca hẻm Ngami Trường em ạ. Rất khó để phân tích. Đây, mình sẽ cho anh em xem pha check va này. Đấy, đây. Đây. Tình huống này. Đó, đây là tình huống cuối cùng của trận đấu. Cảm giác như nó trùng với thời điểm mà thời gian thi đấu chính thức trôi qua. Nên chúng ta nghĩ rằng là một pha knock out. Đó. Nhưng dù gì đi chăng nữa thì xét theo hệ số sát thương, Tao Là TVC vẫn chiến thắng rất thuyết phục với chênh lệch tầm khoảng gần 70.000 điểm. Chung kết 2, và mình cho anh em view đồ lại một lần nữa. Đây là đại ca hẻm Ngami Trường, người đã đánh thắng được Sky Air ở trong trận bán kết 1. Tuy nhiên đối thủ của anh ở trong chung kết lại một đối thủ rất khó chơi, Tao Là TVC. Với thể lệ thi đấu của chúng ta thì các cao thủ sẽ không được thay đổi đồ đạc ở trong toàn bộ sự kiện của giải đấu. Em có thể dựa vào những cái điểm tiềm năng kỹ năng hay trang bị này. Nếu mà đối phương của mình vi phạm quy chế thì sẽ thông báo với ban quản trị. Chúng ta sẽ tiến hành check va và xử thu luôn những nhân vật sai phạm anh em nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với trận chung kết 2. Trận đấu này thì bắt buộc đại ca hẻm Ngami Trường sẽ phải giành chiến thắng nếu như muốn bước tiếp vào trong trận đấu thứ 3. Nếu không thì Tao Là TVC sẽ chính thức đăng quang và trở thành tân vương đại máy chủ hiệp khách của chúng ta, vị võ lâm minh chủ đầu tiên của server. Trận đấu bắt đầu rồi. Trong trận đấu này thì đại ca hẻm Ngami Trường đã tấn công ao ai. Anh hiểu được rằng câu kéo thời gian sẽ là không phải một phương án hay. Trong trận đấu trước anh đã để cho Tao Là TVC cách biệt với hơn 70.000 điểm chênh lệch.
Pha bắt dính chính xác đến từ tao là TVC. Rất may. Máu của đại ca hẻm Nga Mi Trường trong tình huống vừa rồi đã tụt xuống mức báo động đỏ rồi. Anh đã bắt buộc phải lên ngựa di chuyển. Và lượng máu mà anh đã mất ở trong tình huống vừa rồi cũng là khá nhiều. Trận chung kết 2 với lợi thế đang thuộc về tao là TVC với chiến thắng ở trong loạt trận đầu tiên. Vì thế bắt buộc đại ca hẻm ngay trường phải thay đổi lối chơi ở trong trận đấu này. Tám phút 40 giây. Rất khó để cho một ác Nga Mi có thể tạo ra từ một tình huống knockout. Bởi vì đam phong xương nó không phải là đam rồi. Không có khả năng drip và kết liễu đối phương được. Họ chỉ có thể sử dụng phương án câu kéo. Một lối chơi thả diều. Trong khi đó thì Thiên Vương hoàn toàn ngược lại. Với khả năng xuất ra được thất kích thần thánh của mình. Họ không những chỉ gây sát thương nhiều lên đối phương. Mà có thể tạo ra những tình huống knockout. Giống như thế này đây anh em. Một tình huống mà một lần nữa tao là TVC lại áp sát và gây những khó khăn lên người của đại ca hẻm Nga Mi Trường. Trong mùa đơn đấu tự do tháng vừa rồi thì tao là TVC cũng chính là cái tên xuất sắc nhất bước lên đỉnh vinh quang. Hiện tại anh đang là võ lâm kiệt xuất quán quân. Và nếu có thể chiến thắng được đại ca hẻm Nga Mi Trường ở trong trận đấu này, anh sẽ chính thức đăng quang lên ngôi vị vô địch của sự kiện võ lâm minh chủ của chủ khách này. Nhận về một con ngựa phiền vũ đầu đàn được bảo hộ vĩnh viễn với số tiền là 1.000 đô đến từ ban quản trị của Zig Global. Thêm một tình huống nữa mà sự nguy hiểm của Thiên Vương Thương đã được bộc lộ rồi. Đại ca hẻm Nga Mi Trường lại một lần nữa để cho lượng máu của mình tụt xuống khá sâu. Bắt dính chính xác. Nga Mi đã bị cuốn vào lối chơi của Thiên Vương Bang. Họ đã thua ở trong trận đấu đầu tiên. Vì thế trận đấu này bắt buộc sẽ phải đẩy cao tốc độ tấn công lên. Nhưng khi đó thì sai số sẽ xuất hiện nhiều hơn. Khi việc Nga Mi sẽ phải xuống ngựa và cơ hội để cho Thiên Vương Bang áp sát càng nhiều. Khu thi đấu thứ tư. Chênh lệch của trận chung kết 1 là hơn 70.000 điểm. Một lần nữa thì Nga Mi Trường lại phải lên ngựa rồi. Khả năng giao đòn và áp sát của Thiên Vương Bang vẫn có một chút gì đó nhỉnh hơn so với Nga Mi ở trong những tình huống giao tranh vừa rồi. Trắng máu rồi anh em ơi. Rất khó để di chuyển anh em ạ. Bởi vì thế lực của đại ca hẹp Nga Mi Trường không còn nhiều. Trong khi đó thì tao là TVC vẫn đang rất dồi dào ở trong lối di chuyển của mình. Thiên Vương Bang có đoạn hồn thích, họ di chuyển bằng máu chứ không phải bằng thế lực. Tao là TVC đang đứng rất gần với ngôi vị vô địch võ lâm minh chủ của chúng ta. Thêm một tình huống trắng máu nữa của Nga Mi. Tao là TVC cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho Lâm Minh Chủ lần này. Anh đã cắn cả càn khôn song tuyệt bội. Vật phẩm giúp cho anh gia tăng được thêm hai kỹ năng vốn có.
lực tay sẽ được nâng lên rất nhiều. 4 phút 40 giây. Thời điểm này thì Ngami vẫn chưa có được chiếc ngọc bội phong sương toái ảnh. Vì thế họ không thể đẩy tốc đánh nội công của mình lên mốc 101 được. Và sự áp chế bây giờ vẫn đang thuộc về Thiên Vương Bang. Em thử dự đoán xem trận đấu này thì chênh lệch giữa hai cao thủ sẽ là bao nhiêu sát thương. Ở trong vòng chung kết này thì Đại Ca Hẻm Ngân Biên Trường đã thi đấu tốt hơn so với sự kiện Mưu Lược Tư Mã Ý rồi. Ở trong lần đối đầu tại sự kiện đó thì Đại Ca Hẻm Ngân Biên Trường đã bị TVC knock out. Nhưng trong trận đấu này, ở cả chung kết 1 và chung kết 2, anh vẫn còn trong sàn thi đấu. 3 phút 40 giây, thời điểm mà Đại Ca Hẻm Ngân Biên Trường sẽ phải thật cẩn thận. Đã quá nhiều lần trong trận đấu này anh đã cho lượng máu của mình tụt xuống quá sâu. Không thể áp sát được, phong sương đã giữ TVC lại một nhịp rồi. Ba phút cuối cùng. Giây phút mà tao là TVC đang đứng rất gần với ngôi vị vô địch Võ Lâm Minh Chủ của server hiệp khách này. Hai cao thủ cũng đã đi qua quá nhiều cuộc chiến ở trong mùa giải của chúng ta. Họ đã gặp nhau ở trong chung kết. Người nào chiến thắng cũng đều hoàn toàn xứng đáng với vị trí Võ Lâm Minh Chủ. 2 phút 20 giây. Thời gian không còn nhiều nữa em ạ. Không biết được rằng bây giờ trong hành trạng của mỗi cao thủ còn bao nhiêu bình máu nữa. Chúng ta thấy được rằng tao là TVC vẫn đang chủ động chơi dồn ép, không cho Đại Ca Hẻm Ngami Trường có thời gian và không gian để xuống ngựa. Chỉ cần Ngami Trường xuống ngựa thôi, ngay lập tức là một tình huống tốc biến đến giã Thiên Vương Bang này. Thi đấu cuối cùng. Và tao là TVC vẫn không thể cho Ngami Trường có thể xuống ngựa được. Áp sát liên tục. Bốn mươi giây. Vậy là Đại Ca Hẻm Ngami Trường đã xuống ngựa ở trong những giây cuối cùng của trận đấu rồi. Liệu rằng sẽ là knock out hay là chênh lệch sát thương để phân định thắng thua đây? Bật dính chính xác đến từ ta là TVC. Nó sẽ hoàn hảo lên hơn nếu như Thiên Vương này có thể knock out được Ngami. Phản đòn chính xác của Ngami Trường. Nhưng cũng đó là cơ hội để tạo ra cho TVC có một tình huống lại gần. Và thời gian thi đấu chính thức đã kết thúc rồi. Và đây là giây phút mà tao là TVC đã mong chờ. Đó là ngôi vị vô địch của sự kiện Võ Lâm Minh Chủ tại máy chủ hiệp khách của chúng ta.
Đại ca hẻm Nga Mi Trường cũng đã làm quá tốt rồi. Mình cho anh em xem chỉ số phụ nào. Đại ca hẻm Nga Mi Trường bị đánh trúng là 243.176 điểm. Trong khi đó tao là TVC chỉ bị đánh trúng có 92.162 điểm thôi. Và chiến thắng đã gọi tên của tao là TVC, chiến thắng thứ hai ở trong chuỗi trận BO3 của chung kết. Và đương nhiên rồi, tao là TVC chính thức trở thành Võ Lâm Minh Chủ của chủ khách này. Và ngôi vị Á quân thuộc về Đại ca hẻm Nga Mi Trường. Vâng, vậy là một mùa Võ Lâm Minh Chủ của chúng ta đã kết thúc. Ngôi vị vô địch dành cho tao là TVC, Á quân là Đại ca hẻm Nga Mi Trường, và giải ba là Sky. Vâng, hy vọng rằng chúng ta sẽ đón nhận những thông tin tích cực đến từ xem vào hiệp khách này ở trong những ngày tiếp theo. Vâng, chắc chắn thì sau đêm nay sẽ là một đêm sóng gió em ạ. Một ngày rất đặc biệt, sinh nhật của admin tổng Rin Trần, và cũng là kết thúc của sự kiện Võ Lâm Minh Chủ. Cảm rất là nhiều. Chúng ta hy vọng sẽ còn gặp lại nhau ở trong những livestream tiếp theo của xem hiệp khách này. Còn bây giờ em xin phép được xuống livestream nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.